Rồi, xin chào bạn nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cắt tắt các ứng dụng cập nhật hệ thống ha của trên điện thoại Xiaomi. Ứng dụng hệ thống là những ứng dụng nào? Thường đó là những ứng dụng như là hình ảnh nè, hoặc là video nè, hoặc là một số các ứng dụng như là của hệ thống như là Mi Video nè. Rồi các ứng dụng nói chung là của Xiaomi đó, Xiaomi nè, hoặc là các ứng dụng khác nó tự động cập nhật. Thì các bạn tắt nó đi bằng cách nào? Các bạn giúp mình là vô mục cài đặt. Rồi, các bạn tìm đến cái mục là trình cập nhật hệ thống. Ứng dụng hệ thống này các bạn chọn ở đây. Rồi thì nó sẽ có ứng dụng đang chờ cài đặt này, các bạn thấy không? Thì, rồi thì các bạn bấm dưới đây. Những ứng dụng nào nó hiện ở đây ấy, là những cái ứng dụng các bạn của hệ thống, hoặc là các bạn tải từ cái kho ứng dụng Mi Bit về hàng nó sẽ hiện lên. Còn các bạn tải các ứng dụng về CH Play về nó sẽ không hiện lên đâu các bạn. Rồi bấm dưới đây, vô ba chấm này. Các bạn chọn là quản lý tải xuống. À không. Đây nè. Đây là quản lý tải xuống, là các ứng dụng đã cài đặt gần đây là tự cập nhật này các bạn thấy không? Đây là những ứng dụng hệ thống ha. Rồi các bạn vô một cài đặt này thì nó sẽ có phần là tự động cập nhật. Rồi các bạn chọn giúp mình là không cập nhật ha, và nó sẽ có cái phần là hiện thông báo cập nhật này, các bạn chọn tắt nó đi luôn đó, thì lúc đó nó sẽ không có cập nhật. Còn các bạn có thể phải cập nhật bằng thủ công ha. Rồi đó là cái cách mà mình tắt ứng dụng cập nhật hệ thống đi. Cảm ơn các bạn.